Lần này thật lo lắng trong lòng, mong rằng Phật tổ phù hộ để cho hành động lần này được thành công toàn diện. Thank you.
Tôi bị họ giật bắt. Lần này không thoát rồi. Yêu ma kia, mau xuôi tay chịu trói. Yêu ma kia, mau xuôi tay chịu trói. Tuy người bắt được ma tâm của ta, nhưng người bắt không được ma quyết của ta. Máu của ta là dùng để thống trị thế giới. Ta thật không đủ trời chung với Phật tổ ngươi. Tâm ma của ta sẽ không chế được con người. Yêu ma kia, người hãy ngoan ngoãn ở đây cố gắng tu luyện, sám hối vì tội lỗi của người. Sẽ có một ngày nào đó ta sẽ thoát ra. Nhốt ta không nổi được. Mày lên kia, lên! Không? Ờ, không thấy. Mau đi kiếm coi. Dạ. Nè, kiếm được thay thử chưa? Dạ chưa. Mau đi kiếm dạ. coi. Bẩm thái tử phi, chúng tôi đi tìm khắp nơi nhưng không thấy thái tử đâu cả. Hoàng thượng, hoàng thượng có sao không? Hoàng thượng, trẫm biết bệnh của trẫm lầm. Phật tổ có nói rằng sinh diệt vô thường, có sống có chết, từ xưa đến nay không có người nào thoát khỏi số kiếp này. Hoàng thượng, A Di Đà Phật. Tại sao không thấy Diệu Trang vậy? Phụ hoàng, hoàng huynh sắp tới rồi, phụ hoàng nằm nghỉ đi. Thái tử đến. Tham kiến phụ hoàng. Nhi thần đã đến trễ, xin phụ hoàng tha tội. Con về rồi hả? Trẫm đã thấy yên lòng. Trẫm có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Con hãy nghe kỹ nghe. Nhi thần nhất định sẽ tuân theo lệnh của phụ hoàng. Xin phụ hoàng chỉ dạy. Con sắp sửa kế thừa ngôi vua. Con hãy lập tức ký hòa ước với đồng lại. Từ nay hai nước chúng ta sẽ không đánh giặc nữa. Phụ hoàng, nếu như nước Đồng Lai không ra quân xâm phạm biên cương của nước chúng ta thì phụ hoàng đâu cần lo lắng đến nỗi bệnh. Mùa thu này con không trả làm sao được. Diệu Trang, chết sống có số mạng, làm sao trách người khác được. Con nên nhớ rằng nếu hai nước đánh giặc, sinh mạng lầm than, kẻ bị hại sẽ là ba tánh đó. Làm vua của nước nhà phải lo nước lo dân nha. Nhân giả vô định, con nên nhớ kỹ nha. Hứa với trẫm đi Diệu Trang, hứa với trẫm đi.
Nhi thần xin hứa với phụ hoàng, quốc sư, hạ thần có mặt, ráng giúp đỡ thái tử nha. Xin hoàng thượng yên tâm, bằng tăng nhất định cố gắng hết sức mình giúp đỡ thái tử. Phụ hoàng, Diệu Trang. Dạ có. Con nên nhớ, đừng tự ý ra quân đánh giặc nha. Phụ hoàng, sức khỏe của hoàng thượng rất là kém yếu, xin thái tử để cho hoàng thượng nghỉ ngơi. Thái tử này đi đâu vậy? Lập tức triệu tập dàn võ bá quan tới thương nghị, ra quân chinh phạt nước Đông Lai. Hoàng thượng bệnh nặng, thái tử Diệu Trang tạm thời nhiếp chăn. Các vị chư khanh, hồi nãy ta đề nghị là kế hoạch tấn công nước Đông Lai, các chư khanh có ý kiến gì không? Được rồi, được rồi. Nếu các chư khanh không có ý kiến gì, vậy thì làm theo kế hoạch của ta, ra quân tấn công nước Đông Lai. Thái tử điện hạ, bần tăng có lời khuyên can. À, quốc sư, ngài cứ nói. Điện hạ, nước Hưng Lâm chúng ta từ ngày hoàng thượng đăng cơ cho đến nay đều chung sống hòa bình với các nước ở lân cận. 60 năm nay chưa hề ra quân. Bây giờ điện hạ đòi ra quân chinh phạt, bần tăng cảm thấy vậy không phải là lương sách. Ê, quốc sư, bây giờ là nước Đông Lai tập kết quân lớn ở biên cương của nước chúng ta, tại vì họ không thích hòa bình với nước chúng ta thôi mà. Nhưng mà nước Đông Lai chưa chính thức tuyên chiến với nước chúng ta đó. Nếu mà chúng ta ra quân trước, e rằng sẽ bị các nước chỉ trích. Ê, quốc sư, vậy là quốc sư lầm rồi. Trong bình thường có nói phải làm trước mới được nhờ. Hơn nữa nước Đông Lai giáp với biên cương của nước chúng ta, nước chúng ta đáng sợ nhất là họ. Thật ra thì ta đã có ý muốn tiêu diệt họ từ lâu rồi. Điện hạ, hễ mà đánh giặc, dân chúng sẽ bị lầm than. Hơn nữa, lời nhắn nhủ của hoàng thượng kêu gọi điện hạ nên ký hòa ước với Đông Lai. Giả lại, điện hạ cũng chính miệng hứa rồi mà. Quốc sư, bây giờ là ta nắm quyền hành hay là hoàng thượng nắm quyền? Tất nhiên là điện hạ nắm quyền. Nếu là do ta nắm quyền, lời nói của ta tức là thánh chỉ. Ai mà chống lại thánh chỉ, quyết chém ngay không tha. Bẩm điện hạ, hạ thần nghe nói chủ soái của nước Đông Lai tất liệt anh dũng thiện chiến, điện hạ chưa chắc là sẽ chiến thắng được hắn đó. Về chuyện ra quân nên tính lại cho kỹ càng. Kiếm Long có mặt. Mở nó ra. Hôm qua ta lấy từ trại binh của họ về đó. Anh dũng thiện chiến, võ công cao siêu. Nếu các chư khanh còn ai dám nói thêm nữa thì sẽ như hắn vậy. A Di Đà Phật. Truyền mật lệnh của thái tử, Trấn Nam Đại Nguyên Soái Dân Nghiệp Thân Dương lập tức thống lãnh thập vạn đại quân của bổn triều chinh phạt nước Đông Lai, phá thành Đốc Kinh, nhất định phải triệt để tiêu diệt vua dốc và bá tính của Đông Lai, mèo chó cũng không tha. Lão già, thật ra trong thơ của điện hạ viết về chuyện gì vậy? Thái tử điện hạ kêu tôi thống lãnh thập vạn đại quân tấn công nước Đông Lai. Sao đột nhiên điện hạ đòi ra quân vậy? Hắn nói bây giờ hoàng thượng bị bệnh nặng, hoàn toàn do nước Đông Lai gây nên đó, cho nên kêu tôi thống lãnh đại quân đi tấn công họ. Thật ra tôi hiểu tánh của thái tử điện hạ nhất,
Lần này hắn nói phải trả thù cho hoàng thượng thì ra chỉ là lời diễn thôi. Vậy mục đích của điện hạ là gì? Mục đích thật sự là muốn khuếch trương thế lực của hắn, làm cho nước Hưng Lâm chúng ta từ một nước nhỏ ở biên cương trở thành một đế quốc cường thịnh. Hắn đã nói với anh rất nhiều lần, hắn nói đây là mục đích lớn nhất trong đời của hắn. Vậy thì sẽ chết chóc nhiều lão ba tánh đâu. Tánh của điện hạ xưa nay đều là như vậy, vì muốn đạt được mục đích sẽ bất chấp thủ đoạn. Hắn đâu có nghĩ tới bao nhiêu người phải hy sinh vì hắn. Không được, tôi nhất định phải ngăn cản hắn. Nếu như hắn mà thành công bước đầu tiên, tiếp theo hắn sẽ đi bước thứ nhì và bước thứ ba. Như vậy ba tánh thiên hạ sẽ thê thảm hơn. Lão già, theo tánh của điện hạ, nếu lão già nghịch đi ổng, ông sẽ giáng tội lão già đó. Vì thiên hạ, vì lão bá tánh trong nước, tôi nhất định phải ngăn cản hắn. Phu nhân, bà đừng lo, tôi nghĩ điện hạ sẽ nghĩ tới tình bạn mười mấy năm của chúng tôi. Dân nghiệp thân dương, người dám chống lại lệnh của bổn điện hạ đó hả? Thái tử điện hạ, theo như con người của dân nghiệp thân dương, không thể sống trên đời này nữa. Ý của khanh là không được, không được. Hắn chơi với ta từ nhỏ tới lớn, hơn nữa đã từng giàu sanh ra từ ở ngoài xa trường, ta đâu có thể. Thái tử điện hạ, coi chừng nuôi cột sẽ làm hại đó. Dân nghiệp thân dương, hắn ở thành Nam Xà nắm binh quyền trong tay, thế lực ngày càng lớn lên. Một ngày nào đó thái tử điện hạ kiềm chế không được hắn, sẽ bị hắn cắn trở lại một miếng đó. Được, truyền lệnh của bổn thái tử điện hạ, triệu thành Nam Sa dân nghiệp thân dương lập tức vào kinh. Tuân lệnh. Cha, phu nhân, sâm này là lá sâm hạ hạ đó, vậy tượng trưng cho có sự hung hiểm đó phu nhân. Phu nhân có chuyện gấp lắm. Hả? Thái tử triệu lão gia phải lập tức vào cung đó. Lão gia, lão gia, lão gia không nên đi vào cung đâu. Phu nhân yên tâm đi, tôi đã phải vô cung lần đầu không tiên. Không phải đâu lão gia, lần này thái tử điện hạ triệu lão gia vô cung, chắc không phải là chuyện đơn giản đâu. Tại lần trước lão gia từ chối ra quân, xúc phạm điện hạ, ông muốn xử tội lão gia đâu. Thật ra kể từ lúc tôi viết nét chữ đầu tiên, đã đoán được trước kết quả sẽ như vậy. Nhưng mà tôi phải vì quốc gia và bá tánh, tôi quyết không thể rút lui trong giờ phút này. Vậy lão gia có lo cho thiếp và lo cho bé làng đứa con trai của chúng ta không? Phu nhân đừng coi chuyện này quá quan trọng. Dù sao thân dương phủ chúng ta đời đời cũng lập nên rất nhiều công lao lớn trong dương triều. Hơn nữa thái tử điện hạ lại là bạn thân lâu năm của tôi, tôi nghĩ chắc chắn sẽ không xử phạt tôi đâu. Cùng lắm là chúng ta từ đi chức quan về sống trên rừng núi. Nhưng mà thiếp vẫn cảm thấy sẽ có chuyện không may xảy ra. Xin phu nhân đừng quá lo lắng. Tôi đã báo cho nghĩa huynh của tôi Lỗ Sơn Độ đến đây săn sóc. Nghĩa huynh của tôi ở đây, mọi việc cũng không cần lo. Lão gia, giờ cũng chưa lắm rồi, mời lão gia lên đường. Bella, bây giờ cha lên triều nha. Cung ngoan đừng khóc. Phu nhân, tạm biệt. Lão gia bảo trọng.
Điện hạ có lệnh, dân nghiệp Thân Dương ở đây chờ đợi. Cảm ơn công công. Điện hạ có lệnh, dân nghiệp Thân Dương chống lệnh thánh chỉ, phản bội triều đình, mau xuôi tay chịu trói, nếu không sẽ giết thẳng tay. Khoan đã, ta phải gặp mặt thái tử điện hạ để tỏ lòng trong sạch. Hỏi phải cần, thái tử điện hạ không gặp tên nghịch tặc như ngươi đâu. Thì ra là pháp sư Kim Long. Dân nghiệp này tuyệt đối không phải là nghịch tặc, đâu đứa có chuyện này. Làm phiền pháp sư mời điện hạ ra đây, nghe tôi giải thích cho rõ. Thôi đi, điện hạ sẽ giao toàn quyền cho ta xử lý. Nếu thượng giới điện hạ thì sống, nghịch giới điện hạ thì sẽ chết. Tôi nói sao lúc này điện hạ trở thành ngang tàng và vô lý. Thì ra có kẻ tiểu nhân như người ở đây xúi dục. Thái tử điện hạ dũng cảm anh mình, các nước khiếp sợ rạng danh của nước ta. Rất tiếc, lại có những đại thần rụt rè như ngươi vậy. Dân nghiệp, khốn hồn thì mau xuôi tay chịu trói, hoặc mai thay ngươi còn được trọn vẹn đó. Kim Lâm pháp sư, ngươi đừng có ép hiếp ta quá nha. Lên! Dân nghiệp, đứng dậy đi. Cảm ơn điện hạ đã cứu mạng. Dân nghiệp, hai chúng ta cũng nhiều năm chưa gặp mặt nhau rồi hả? Tính ra cũng hơn 5 năm rồi đó. Nhớ thuở trước, chúng ta như là anh em. Bây giờ lâu vậy chưa gặp nhau, nên uống một bữa cho say mới đúng chứ hả? Bởi đâu? Dạ. Chuẩn bị rượu. Điện hạ. Ê, ta muốn ôn lại chuyện xưa với dân nghiệp. Tất cả các người lùi xuống hết. Dạ. Đa tạ điện hạ tiếp đãi. Ê, dân nghiệp, xưa nay chúng ta là bạn thân mà, người khách sáo làm gì? Điện hạ, bây giờ thân phận giữa chúng ta đã khác nhau rồi. Nhớ thuở trước, hai chúng ta thật sự không biết trời cao đất rộng. À, em còn nhớ lúc xưa chúng ta cùng nhau đi săn không hả? Điện hạ, những chuyện xưa này còn nhắc để làm gì nữa? Lúc đó chúng ta còn chê chúng ta săn được quá ít thú vật. Còn em thì rủ anh cùng em đi vào nước Đông Lai săn bắn. Em nói rằng nước Đông Lai đất rộng thú vật nhiều, nếu chúng ta chịu đi nhất định sẽ săn được nhiều thú lắm. Lúc đó vì anh sợ bị phụ hoàng trách mắng cho nên không đi. Sau đó em còn cười anh là nhát nữa. Nè, những chuyện này em còn nhớ hay không hả? Hạ thần nhớ. Những chuyện này thần sẽ nhớ mãi suốt đời. À, vậy sao lúc đó ngươi lại khuyên ta đi chứ? Ngược lại bây giờ ngươi lại không chịu đi. Điện hạ, nay đã khác với lúc xưa rồi. Khác ở chỗ nào? Điện hạ, vì lúc trước thần đi với điện hạ, dù có thất bại cũng chỉ là hai chúng ta thôi. Nếu mà hôm nay thần đi với điện hạ, cho dù thành công hay không, sẽ có hàng ngàn hàng vạn bá tánh phải hy sinh vì chúng ta đó. Dân nghiệp, miễn sao hại chúng ta bình an vô sự thì đi cũng đâu có sao chứ. Dân nghiệp, khi hại chúng ta cùng bước chân vào nước Đông Lai, sẽ là ngày hại chúng ta cùng nhau săn nữa. Em hiểu không hả? Điện hạ, ơn nghĩa lớn của điện hạ thế cho dân nghiệp, dân nghiệp xin nhớ mãi trong lòng. Nhưng mà xin điện hạ nên nghĩ kỹ lại, nước Hưng Lâm chúng ta dưới sự thống trị của hoàng thượng, đất đai rất màu mỡ, quốc thái dân an, tại sao điện hạ lại
To gan. Dân nhà, tánh của ta người cũng biết rất rõ mà. Chỉ cần ngươi nói một tiếng đi hoặc là không đi. Điện hạ, tính của thằng xưa nay ngài cũng hiểu rất rõ mà. Thần nhất định không thể thỏa mãn ham muốn ích kỷ của ngài, hy sinh hàng ngàn hàng vạn bá tánh. Ê đâu? Dân nhẹ, ta cho ngươi cái cơ hội lần cuối. Liệp đoạn trương hồng này, ta không muốn ngươi phải uống nó. Xin tha cho thuộc hạ to gan hỏi thêm một câu. Về công, chúng ta là quan hệ gì? Quân thần. Còn về tư? Bạn thân. Được. Về công, thần công khai chống lại ý chỉ của điện hạ, là tên phản nghịch. Về tư, ta không thể thuyết phục ngươi là bạn thân thoát khỏi tay ma. Thử hỏi ta còn làm gì được? Ta còn mặt mũi nào sống ở trên đời này nữa? Trường hồng này, cảm ơn ý tốt của điện hạ. Dân nghiệp thân dương đột nhiên bệnh chết, truyền lệnh của ta truy phong hộ quốc công, làm lễ quốc táng. Điên à, phải giết cho tận gốc rễ. Ê, lòng ta bối rối lắm. Người, người quyết định đi. Dương Phi, Dương gia chết cũng đã chết rồi, khóc cũng đau chút ít gì, nên bảo trọng sức khỏe. Tôi không sao. Các người ra ngoài trước đi. Tôi muốn một mình yên tĩnh. Dạ, Dương Phi. Lãng con. Lãng con. Ngươi muốn làm gì? Mẹ con ngươi xuống gặp dân dịp thân dường để cho gia đình ngươi được đoàn tụ. Chị Nghiệp, chị có sao không? Đại ca, mà là anh đến kịp thời. Nếu không thì hai mẹ con chúng tôi chứ không biết sẽ ra sao. Nếu tôi tới sớm một chút, tôi sẽ không coi nhị đệ vào cung. Chị à, bây giờ chị lập tức thu xếp đồ đạc theo tôi đi về Thiên Sơn. Nếu không thì không bao lâu triều đình sẽ cho người đến đây hại chị đó. Thôi không cần đâu. Tại sao vậy? Vì em đã quyết định vào cung. Em phải điều tra cho rõ thật sự Dương gia tại sao bị giết chết. Chị à, chị làm vậy chẳng khác nào đung đầu vào hang cột. Chị đừng làm vậy nha. Đại ca, chúng ta quen nhau đã khá lâu, chắc anh cũng hiểu rõ tính của em. Chuyện gì em quyết định làm thì em nhất định phải làm. Vậy đại ca, có chuyện này em định xin anh giúp đỡ. Chị Nghiệp, có chuyện gì xin chị cứ nói đi.
Lãng Nhi là đứa con duy nhất của họ dân chúng tôi. Em định nhờ anh nuôi giùm nó. Em biết sẽ làm anh khó xử, nhưng mà chỉ có anh mới có thể bảo vệ Lãng Nhi của em bình yên và khôn lớn thành người. Đại ca, xin anh hứa với em đi. Anh hứa với em đi. Đại ca. Được rồi chị, em hứa với chị. Diêu Phi, di thể của Dân Nghiệp Thân Dương ở đây. Dân Nghiệp đã mất, tôi cũng thấy buồn lắm. Điện hạ, tại sao phải buồn chứ? Quân muốn thần chết, thần đâu dám không chết. Tôi và anh hai người cùng lớn lên, học hành tập võ, tình như là anh em. Ảnh bây giờ đã vậy, đây đều là lỗi tại ảnh. Anh lỗi vì muốn cứu giúp muôn dân. Anh lỗi nhất là vẫn coi người là thái tử Diệu Trang năm xưa. Chuyện này cũng tại anh không nghe lời tôi. Anh muốn ngăn cản tôi thống nhất thiên hạ, dương danh cả nước, lập cơ nghiệp lớn, bà không trách tôi được. Tôi không có trách người, tôi chỉ trách ảnh có mắt không người. Nó nhìn lầm tên bạo quân, chỉ biết thống trị thiên hạ, mặc kệ sự chết sống của dân chúng. Cầm miệng. Tôi sẽ cầm miệng, nhưng tôi muốn khuyên can người một câu. Luôn cả người anh em đã xuất sanh nhập tử với người, người cũng hại chết. Cho dù người lấy được thiên hạ, vậy thì sao? Trong đời của người sẽ bị lương tâm của người khiển trách. Còn nữa nữa. Điện hạ, nuôi cột làm hại, hắn và con hắn cũng phải chết. Ngươi là ai? Tiểu nhân là người làm của nhà này, xin hỏi có chuyện gì hả? Ta thừa lệnh của Thái tử Điện Hạ Đường Kim đến đây rước Dân Thiên Lãng, đứa con một của Dân Nghiệp về cùng. Nó có ở đây không? Xin lỗi nghe ông quan, công tử không có ở đây. Cái gì? Chuyện này là như vậy, hồi sáng yêu huynh của lão gia Lỗ Sơn Đồ đã rước công tử đi về rồi. Nó có nói chuyện nào vậy không? Không nói à. Xét. Ta không tin nó thoát khỏi bàn tay của ta đâu. Bóng đại nhân, kim đầu cũng không thấy. Không thấy. Ta hỏi người, tướng mạo của Lỗ Sơn Độ ra sao? Thân hình cao lớn, mặt mày râu ria. Mày đâu? Còn đó. Theo lời thuật của hắn, vẽ ra tướng mạo của Lỗ Sơn Độ, phân phát cho các trạm kiểm soát toàn quốc. Nhất định phải bắt hắn cho kỳ được. Dạ, dạ, dạ.
đi đi. Được, đi đi. Đi đi. Đi đi, đi đi. Đứng lại, họ đâu có người xuống đây. Đi đi. Sao phụ hoàng vẫn chưa ngủ kìa? Trẫm thật thấy hối lỗi. Lập Diễu Trang lên làm người kế thừa ngôi vua. Sao phụ hoàng lại nói vậy? Hoàng huynh đang xử lý việc triều chính thế phụ hoàng làm cũng khá lắm. Cậu không biết gần đây hắn đã làm chuyện gì hả? Hắn thích lãnh công lao, không chịu nghe lời dặn của trẫm, tự ý ra quân tấn công nước Đông Lại. Chính vì chuyện này đã giết chết vị trung thần Văn Nghiệp tận trung vì nước. Người tạng bảo như hắn làm sao lên làm ông vua được à. Theo như thằng nghĩ chắc là hoàng huynh muốn nước của mình cường mạnh lên thôi, mới phải làm như vậy. Muốn quốc gia cường thì phải hy sinh rất nhiều dòng chúng được. Cửa Phật từ bi, không muốn bá tánh của trẫm không được an cư lạc nghiệp, hưởng cảnh thanh bình, không được. Con lập tức lấy chiếu thư cho trẫm. Chẳng phải sự chiếu thư, xin phụ hoàng nghĩ kỹ lại. Trẫm đã quyết định rồi, con không cần khuyên trẫm. Tại sao? Ta rã quân đánh nước Đông Lai, giết Dân Nghiệp anh em tốt của ta, mục đích là gì? Ta muốn nước Hưng Lâm của chúng ta càng ngày càng cường thịnh, giang danh trong các nước. Tại sao? Tại sao phụ hoàng phải bỏ ta đi? Tại sao? Thật ra ngươi cần gì phải phiền như vậy? Ai đó? Ai đó? Ngươi nên biết rõ nhất. Kể từ ngày ngươi bị thương, ta đã đi chung với ngươi rồi. Ngươi, ngươi là tim ma của ta. Ngươi cần gì phải biết ta là ai chứ? Nói tóm lại, ta luôn luôn giúp đỡ ngươi. Giúp cách nào? Giờ ta đã bị phủ hoàng phế rồi, ngươi giúp ta được cái gì chứ? Nếu ngươi có quyết tâm, không ai phế bỏ ngươi được. Vậy nghĩa là sao? Chiếu thư không ăn nhầm gì. Nếu ngươi có quyết tâm, ngôi vua trước sau sẽ thuộc về ngươi. Ai cản trở ngươi đăng cơ thì là kẻ địch của ngươi. Kẻ địch của ngươi nhất định phải tiêu diệt. Không được, không được. Ông là phụ hoàng của ta. Hắn không phải là phụ hoàng của ngươi, là kẻ địch. Giết, giết, giết. Đi mau lên, đi mau lên. Cậu muốn làm gì? Phụ hoàng, có phải phụ hoàng muốn sửa chiếu thư phải không? Phải. Tại sao phải sửa? Vì ba tính của chúng ta chẳng phải sửa. Con biết tính của con đã thay đổi hẳn không? Thành tên ma quỷ được. Con mặt nào là ma quỷ, nào là Phật? Nói tóm lại là con phải làm vua.
Hành vi của con không xứng làm ông vua. Con hãy chuyên tâm theo quốc sư học Phật pháp cho thêm tuổi thọ. Không được chưa? Người thật là bất hiếu. Người muốn giết trẫm à? Nói tóm lại là ai cản con làm vua thì con sẽ giết hắn. Được rồi, trẫm sẽ sửa chiếu thư trước mặt người, coi người có gan giết trẫm không hả? Bị đâu? Thù à! Anh giết chết thù à? Anh giết chết thù à? Bị đâu? Bị đâu? Ta sắp sửa làm vua. Dù có chuyện gì làm không được đâu. Việc chết một hai người tụi bây đâu có đáng gì. Tiên hoàng không may băng hà, thái tử Diệu Trang chọn ngày làm vua. Điện hạ, mới về đến. Ừ, thì ta mới về thương lượng với dàn võ bá quan về việc tấn công nước Đông Lai đó. Dạo này điện hạ thường lo về việc triều chánh, chắc cũng mệt mỏi lắm rồi. Ê, miễn sao nước Hưng Lâm của chúng ta được hùng mạnh thì đâu có sợ gì mệt mỏi chứ. Ừ? Mấy hôm nay thiếp cũng thành tâm cúng nhang cầu Phật tổ phù hộ điện hạ thành công đó. Phật tổ? Ngươi phải chống lại Phật tổ suốt đời. Ngươi phải chống lại Phật tổ suốt đời. Chống lại Phật tổ. Điện hạ, ngươi phải chống lại Phật tổ suốt đời. Ngươi phải chống lại Phật tổ suốt đời.